Được chính thức thành lập từ tháng 5 năm 2015, công ty cổ phần quản lý sân golf Biscom mang sứ mệnh quản lý chuyên nghiệp chuỗi hệ thống sân golf của tập đoàn FLC. Các sân golf của tập đoàn FLC do Biscom quản lý đã gây ấn tượng mạnh với các golf thủ. Chính bởi thiết kế độc đáo, vị trí đắc địa và khung cảnh nên thơ bên bờ biển tuyệt đẹp đem đến những trải nghiệm thực sự đẳng cấp, thú vị và đáng nhớ. FLC Sầm Sơn Golf Link chính thức khai trương vào ngày 15 tháng 11 năm 2015 và trở thành một món quà tuyệt vời của tạo hóa. Một sân golf mang phong cách links cổ điển mà người ta thường thấy ở các sân golf dọc bờ biển của nước Anh. 18 hố golf của FLC Golf Link được tạo nên bởi sự kết hợp của hai công ty hàng đầu thế giới về thiết kế và xây dựng sân golf là Niclo Design và Plastic. Sự kết hợp này đã tạo ra một sân golf chất lượng đẳng cấp quốc tế. Được thiết kế trên những đồi cát lớn, bên cạnh rừng thông xanh rì rào, FLC Quy Nhơn Golf Link đã giành được giải thưởng sân golf mới tốt nhất châu Á-Thái Bình Dương trong hệ thống giải thưởng golf châu Á Asian Golf Award 2016, được coi như Oscar của ngành golf thế giới. Với diện tích 200 hectare, 36 hố golf của FLC Quy Nhơn Golf Link hấp dẫn các golf thủ đam mê chinh phục với đặc sản là gió. Sân Ocean đã khai trương vào quý 1 năm 2016 và sân Mountain vừa khai trương vào tháng 1 năm 2017. Với tầm nhìn ôm trọn khung cảnh tuyệt đẹp của Vịnh Hạ Long và được ví như kỳ quan trong kỳ quan, FLC Hạ Long Bay Golf Club là sân golf 18 hố có diện tích 99,9 hectare và được thiết kế bởi Smith Curley Design. FLC Hạ Long Bay Golf Club đang trở thành tâm điểm mong đợi của các golf thủ trên cả nước và sẽ khai trương vào tháng 7 năm 2017. Không chỉ có uy tín trong lĩnh vực quản lý sân golf chuyên nghiệp, thương hiệu Biscom còn để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm trí của các golf thủ bởi những thành công vang dội từ chuỗi các giải golf do công ty đăng cai tổ chức như FLC Golf Championship, FLC Pharos Golf Tournament, VGA Union Golf, Atec Golf Tournament. Trong số đó, FLC Golf Championship 2017, giải golf thường niên của tập đoàn FLC, đã lập kỷ lục về số lượng người tham dự với 1.500 golf thủ tham gia tranh tài. FLC Pharos Golf Tournament 2017 đã thu hút hơn 1.200 golf thủ tham dự và đi vào lịch sử của làng golf Việt Nam với 3 giải thưởng All-in-One được xác lập trong 3 ngày thi đấu. Để tiếp nối thành công của các giải golf vừa qua và đáp lại sự ủng hộ của các golfer, năm 2017, công ty Biscom lần đầu tiên tổ chức giải golf của riêng mình mang tên Biscom Golf Tournament 2017. Trong 3 ngày, từ ngày 5 cho đến ngày 7 tháng 5 năm 2017, tại sân golf FLC Quy Nhơn Golf Links. Tuy đây là mùa giải đầu tiên, nhưng Biscom Golf Tournament 2017 có sức hút ngoài dự kiến của ban tổ chức với gần 700 golf thủ tham gia, 50 nhà tài trợ và 30 cơ quan báo đài đưa tin về giải đấu. Giải đấu không chỉ hấp dẫn nhờ cơ cấu giải thưởng lớn với tổng giá trị lên đến 20 tỷ đồng mà gây ấn tượng mạnh bởi sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức, dịch vụ đẳng cấp 5 sao và sự tiên phong trong ứng dụng công nghệ livestream với các giải nghiệp dư tại Việt Nam. Chiến thắng chung cuộc Bad Cross đã thuộc về golf thủ Andrew Hùng Phạm với Cross 73 sau ngày thi đấu nghẹt thở và phải sử dụng đến luật comeback trước golf thủ người Hàn Quốc Do Hyung Kim có cùng số điểm. Trong một giải đấu không xuất hiện những cú ghi điểm hole-in-one thì Biscom Golf Tournament 2017 đã ghi nhận 3 điểm Eagle với kỷ lục đáng nhớ là 2 giải Eagle do golf thủ Hoàng Ngọc Quý ghi được ở hố số 5 và hố số 17 trong cùng một buổi thi đấu. Biscom Golf Tournament 2017 đã kết thúc thành công và mang lại những khoảnh khắc và trải nghiệm tuyệt vời cho những người tham gia giải đấu.